Xin chào tất cả mọi người ạ. Em chào các anh nhé, chào các chú ạ. Hôm nay nhà em có một ít máy, có 9 con. 9 con máy khoan đều vỏ nhôm nhá, dây zin tay cầm đầy đủ này. Em quay giới thiệu cho các anh các chú mình nhá. Ai có nhu cầu mua hàng thì anh nhanh tay alo cho em theo số điện thoại 0975 275 636 ạ. Em có ship hàng toàn quốc nhá. Các anh có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Địa chỉ cửa hàng nhà em là ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Ai ở gần có thể đến tại cửa hàng nhà em để tham quan và mua máy nhá. Toàn bộ máy em đều là hàng Nhật bãi này, điện 100V nhá, không có điện 220V đâu ạ. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết từng máy một này. Đầu tiên là con số 1, một con Hitachi này, dây zin tay cầm đầy đủ nhá, số 1 này. Đầu kẹp 13 ly. Điện 100V. 570W ạ. Chạy khỏe êm, không đánh lửa trội than nhá. Đầu kẹp 13 ly này, dây zin tay nắm đầy đủ nhá. Hôm nay đều máy khoan đều đồng 13 ly hết đấy ạ. Số 2 cũng là một con Hitachi này. Điện 100V, 620W nhá. Hitachi. Máy còn rất là đẹp nhá. Số 2 là 350.000 này. Số 3 Hitachi này, tay nắm đầy đủ. Con này thì cho cái tem của nó bị mờ mất rồi nên em không có đọc được nhá. Rồi, số 3 cũng 350.000 này. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển nhá, mọi người để ý hộ em này. Số 4 Hitachi. Đây, đầu 13 ly này, điện 100V, 700W ạ. Con này có thắng. Đó. Con này có phanh có thắng luôn nhá mọi người nhá. Số 4 đấy ạ. Đây là con số 4 này, 350.000. Số 5, một con khoan Hitachi. Các con khoan này thì nó không có cái đầu mở mang danh đâu nhá, mọi người để ý hộ em này. Số 4 Hitachi. Tem hơi mờ rồi nên em không đọc được nhá. Con này đều đầu kẹp 13 ly đấy ạ. Số 5. Tất cả đầu này. Tất cả. Tất cả đều là đầu 13 ly nhá. Quay đi quay lại nhẹ nhàng. Quay đi quay lại nhẹ nhàng này. Máy chạy ok ổn định nhá, không đánh lửa sổi than này. Số 5. Vừa rồi là con số 5, 350.000. Tiếp theo là con số 6, một con khoan hay Hitachi này. Dây zin này. Đấy, con này thì có cái đầu mở mang danh theo máy luôn nhá. Số 6 Hitachi này, điện 100V, 700W này. Con này số 6, 500.000 này. Có đảo chiều nhá mọi người nhá. Đầu 13 ly có đảo chiều này. Số 500.000 dây zin có mang danh này. Có đảo chiều. 500.000 cây số 6 nhá. Số 6 là Hitachi đấy ạ. Số 7 là một con khoan Joybi này. Con này thì đây dây zin nhá, có đầu mở mang danh này. Đầu 13 ly. Khoan hai chức năng. Có khoan thường và khoan đa năng. Con này là điện 100V 570W này, số 7 500.000, khoan Joybi hai chức năng này, khoan thường khoan bê tông nhá. Có đầu mở mang danh kèm theo này. Cuối cùng là con số 9, con khoan số 9. Khoan Hitachi này, hai chức năng. Đầu 13 ly nhá. Con này số 8 mọi người ơi. Số 8 này.
Điện 100V 570W 500.000 nhá. Khoan 2 chức năng. Đây là chức năng khoan bê tông này, số 8 500.000 ạ. Rồi ok, hôm nay em hết máy khoan rồi nhá. Có 8 con đấy ạ. Mọi người mua con nào thì nhanh tay alo cho em nhá. Số điện thoại em có ghi ở dưới video rồi ạ. Đây, hôm nay em quay cho mọi người xem này. Hôm nay em có mới về một con máy lọng chỉ Joybi nhá. Máy còn rất là mới luôn. Mặt bàn nó... Mặt bàn 37 này, dài 37. Rộng 27 nhá. Giá 2,7 triệu này, điện 100V. Đây, tem của nó này. Joybi nhá, điện 100V này, 130 trên 130 150W nhá. Bây giờ em bật máy cho mọi người xem này. Máy này có thể nghiêng được bàn lên này. Đó, nghiêng chéo cái bàn của nó luôn này. Rồi em lại bật máy nha. Gắn theo cả một cái đây, cái phổi bụi đây nhá. Rồi, máy chạy ổn định này, ok, rất là êm luôn đấy ạ. Còn nguyên này, nắp bảo vệ lưỡi này. Theo máy nó có một lưỡi. Con này là Joybi này, TF45 nhá. Mã số này, Joybi TF45 này, giá 2,7 triệu ạ. Anh nào mua mà muốn xem kỹ thì nhắn tin cho em vào Zalo nhá. Tổng chiều dài của nó là 54. Tổng chiều dài của cả cái thân máy là 54 nhá. Đó. Hôm nay em có những mặt hàng như vậy đấy ạ. Anh nào mình mua những cái gì thì mình hãy alo cho em nhá. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.